Hello, anh. À, cá bự quá hả? Bi ơi, hả Bi ơi? Cả nhà, Na đang trên đường đi về Cà Mau và đang dừng lại ở trạm nghỉ chân Minh Phát và đang xem cá. Rồi để mẹ chụp hình cho đi. Rồi. Cắm kỳ chính rồi á, tổ con Minh luôn. Ồ, cá rất là bự luôn ha. Nó thành một đôi với nhau luôn á. Anh, mấy cá này gọi là cá gì? Bại, cá gì? Không, cá gì nãy mới là cá gì? Cá bị béo phì. À, cái là cá hải tượng. Mấy cái này là ăn nhiều quá nó bị béo phì nè. Nó không ba tục phải không? Mọi người đang ở trạm dừng chân để đi xả nước cuối thân và gì đó. Đi và coi cá. Ông chồng ổng ấy ổng hái chuối của người ta luôn nè bà con, thiệt luôn á. Ổng vô quá, chồng ổng đứng ổng hái chuối xong bé này phụ tay nó còn hái nữa. Ôi chèn ơi, chuối bà hái ngon không? Không, ồ ôi ngon chưa, không sợ là bị uống thuốc không ba? Đi thấy gà chưa? Gà màu trắng nè. Bi ơi, đẹp không? Cái gà đẹp không? Rồi. Sao có hai con gà? Có nhiều con gà chứ. Con gì? Con cá. Bi ơi, qua đây Bi. Năng đồ ăn. Rồi. Cá này rồi. Cá nào có? Không có bắt cá. Rồi. Nhiều cá đó. Ủa có luôn hả? Ăn, hái đi, nó qua gì hái nè. Làm bằng trứng rồi. Gần cái bếp này vô mình cái dao róc đầu róc luôn nè. Ý quá. Rồi. Ta tránh ra tránh luôn. Chuối ngoài đường. Chuối này ngon đó ha, chín cây á. Bẻ luôn đi anh. Thì lại bẻ cho em mắc giữa con. Chứ ra là không biết bẻ cái này rồi đó. Đẹp thì bẻ cho nó. Đúng chuyên gia trộn. Đúng chuyên gia trộn kìa. Phát cho nữa. Không sợ hóa chất nè con. Em có tin nghe. Cậu cua
nói đậu của anh Trọng ăn uống ngon là đây. Đây nguyên gia đình đây nè, ăn võ nè thấy. Chuyện thiệt chứ. Cái nhà của người ta, có mấy con mà người ăn ta tới vậy không đây. Còn cái nồi lẩu đây, đó, thấy không? Dư dần. Cô chuẩn bị nấu bánh canh. Trời. Đây là để lên nấu đổ lên nấu rửa ăn. Dạ biết ta biết. Cua nhỏ mà nó cũng bự ta. Cua nấu lẩu nha em. Nấu lẩu lên nó quá.